Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali các bạn ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Một lần nữa chúng ta lại đến gần cuối tuần. Và hôm qua thì tôi có chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay có thể là sẽ không có video tại vì à, Thuần bận công việc. Nhưng mà cuối cùng Thùng cũng đã về sớm Cho nên Thùng đã chuẩn bị một số thông tin Để bật Thùng muốn chia sẻ với các bạn Và có cái gì đó đang xảy ra Thùng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ các bạn Để Thùng chia sẻ những thông tin ngày hôm nay Rồi các bạn có thể góp ý bên dưới Các bạn nghĩ những gì đang xảy ra đó là có ý nghĩa như thế nào Đối với thị trường crypto Nhưng mà đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào Tình hình tài chính nói chung đi Thì các bạn sẽ thấy được là các chỉ số lớn Như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó, Thì đều tăng ngày hôm nay Và đặc biệt đó, khi mà các bạn bấm vào S S&P 500 các bạn sẽ thấy được đây là cái mức điểm cao nhất của chỉ số S&P 500 trong vòng một năm qua và cũng tương tự các bạn có thể xem chỉ số của Nasdaq, chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó Cũng ở cái mức cao nhất trong vòng 52 tuần qua, nghĩa là một năm qua các bạn Có nghĩa là cho dù ngày hôm qua chúng ta nghe những cái thông tin đến từ Fed là tạm ngưng tăng lãi suất Nhưng mà những tháng sau này đều có thể sẽ tăng thêm hai đợt nữa Thị trường chứng khoán đó hầu như không quan tâm và nghĩ là Fed chỉ nói gì mà thôi chứ sẽ không tăng lãi suất nữa Mọi người đều nghĩ là chúng ta thấy Fed ngưng tăng lãi suất thì có thể là ngân hàng đang gặp vấn đề cho nên không tăng được và cũng sẽ không tiếp tục tăng hay là fed sẽ không tăng lãi suất tại vì bộ tài chính đang bán công trái phiếu muốn giữ lãi suất ở mức cao và thậm chí muốn người ta nghĩ là lãi suất có thể tăng cao nữa để cho lãi suất công trái phiếu nó sẽ có một cái sự hấp dẫn các bạn. Tại vì hiện bây giờ nếu như mà không có đủ người mua công trái phiếu thì Fed phải là người mua công trái phiếu mà họ không muốn mua bây giờ. Tại vì cái số lượng trái phiếu họ lưu trữ quá nhiều rồi và họ đang tìm cách để mà bán bớt những cái công trái phiếu đó các bạn. Tôi đã chia sẻ chi tiết hơn trong cái video ngày hôm qua. Nói chung đó, các bạn thấy là phản ứng của thị trường rõ ràng một câu đó chính là không tin là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất nữa và chúng ta nhìn vào CME ngày hôm qua đây hợp đồng tương lai nghiêng về là Fed chỉ tăng thêm một lần nữa mà thôi chứ không phải là hai lần như là Fed đã nói trong cuộc họp rồi chúng ta nhìn vào pre market thì hiện bây giờ đỏ một chút các bạn không phải đỏ nhiều lắm chúng ta có ba chỉ số điều đã đỏ chúng ta có Nasdaq future thì xuống 0.28 S&P future xuống phần trăm cũng tương tự và Dow future thì xuống 0.14 nhưng mà hôm nay chúng ta đã thấy là cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đạt đỉnh mới trong vòng một năm qua Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó thì cũng có đó các bạn Hôm nay thì tăng nhẹ một chút ở mức là 70 đô cho một thùng dầu Thì cao hơn một chút so với ngày hôm qua Thường nhớ là khoảng 68-69 đô nói chung đó giá dầu vẫn rất là thấp và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng vàng đó thì vẫn dưới 2.000 đô ở mức là 1.968 đô cho màu ounce vàng thì cái mức giá này cũng gỡ như là mức giá chúng ta đã thấy trong vòng mấy ngày qua rồi crypto thì sao các bạn crypto đó thì chúng ta thấy nói riêng về BTC thì hôm nay ít ra cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại các bạn sau khi ngày hôm qua đã xuống tới cái mức thấp là 24.758 hôm nay cũng đã có một sự hồi phục trở về mức là 25.500 đô và một phần có thể là liên quan tới BlackRock các bạn. BlackRock đã chính thức đại đơn để có một quỹ Bitcoin ETF Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa Đó cũng là cái thông tin lớn đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhìn chung thì crypto ngày hôm nay thì các bạn thấy cũng đã có một cái sự xanh trở lại một chút Hồi phục sau khi mà đã giảm tơi tả sau khi chúng ta nhận được thông tin đến từ Fed Và cả thêm crypto đó thì các bạn thấy được là vốn hóa tăng 1.1% à, Vẫn dưới 1.1 nghìn tỷ các bạn BTC thì như các bạn thấy là tăng 1.9% Ether tăng khoảng 1% mà thôi những đồng lớn khác đó thì Tăng phần trăm cũng cỡ đó các bạn Lên xuống khoảng chừng 1-2% chỉ nông lớn Đồng mà lên nhiều nhất trong cái top 100 này đó, Chúng ta có Stacks lên 12% Và Kucoin lên phần trăm cũng tương tự Và chúng ta có đồng xuống nhiều nhất đó Là Hedera Hashgraph thì các bạn thấy được là xuống 8% vchain xuống 5.8% Và Polygon Madden đã xuống 5.6% nhưng mà ngược lại với những gì mà Fed đã làm ngày hôm qua đó thì các bạn thấy là ở châu Âu thì họ đã tăng lãi suất chứ không phải là ngưng tăng. Chúng ta đã nhìn thấy được là ngân hàng trung ương châu Âu đã quyết định tăng thêm lãi suất 0.25% và lãi suất hiện bây giờ ở châu Âu là 3.5 thì 3.5 lãi suất này vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất hiện tại của Hoa Kỳ là từ 5 tới 5.25 nhưng mà họ vẫn trên con đường tăng trưởng các bạn chưa nghĩ đến việc là sẽ ngưng tăng không giống như là Fed và nói thật chứ nếu như mà Fed đã có cái suy nghĩ là cần phải tăng tới 5.5, 5.6 hay gì đó thì cứ tăng liên tục đi chứ nếu như mà ngưng tăng rồi một tháng sau hai tháng sau thì tăng nữa thì thị trường lại thấy quỷ quải hơn các bạn nếu như đã như vậy thì cứ tăng như là Fed muốn rồi sau đó chúng ta hãy chờ xem coi là lãi suất đó thấm vào trong thị trường kết quả sẽ ra sao rồi Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin lớn đầu tiên ngày hôm nay Thông tin mà nhiều bạn cũng đã nhận được đó chính là liên quan tới BlackRock các bạn Các bạn đã biết BlackRock là công ty quản lý tài chính cực lớn luôn các bạn Các thể hay nói đây là cáo voi lớn nhất của tất cả các cá voi ở Wall Street Họ quản lý lên tới 8,59 nghìn tỷ đô la các bạn 8,59 nghìn tỷ Con số cực kỳ kinh khủng luôn Và đã có nhiều bài báo, nhiều thông tin nói là BlackRock thật ra đã âm thầm sở hữu cực kỳ nhiều tài sản các bạn họ sở hữu nhiều cổ phần của nhiều công ty cũng sở hữu nhiều những cái bất động sản ở hoa kỳ hầu như là người ta nói tất cả những bất động sản mà đắt tiền như ở hoa kỳ đều thuộc quyền sự của BlackRock Tuy nhiên họ đã thông qua những cái công ty con để giấu đi cái mối quan hệ của họ Và công ty này đã có sự ảnh hưởng cực lớn đối với lại giới chính trị ở Hoa Kỳ Đó là những cái thông tin mà chúng ta thường hay đọc Và cho dù những thông tin đó là thuyết âm mưu hay là sự thật đi nữa đó Chúng ta thấy là một sự thật không thể bỏ qua Đây là một công ty rất là lớn và họ đang quản lý rất là nhiều tiền và hôm nay họ làm gì các bạn? Các bạn thấy được là hồi sáng này đó thì CoinDesk là một trong những cái trang web đầu tiên nói là có thông tin nội bộ là BlackRock chuẩn bị đệ đơn để có một Bitcoin ETF. Lúc này thì mọi người cũng không có tin lắm đâu các bạn tại vì người ta nói bây giờ Bitcoin ETF này là spot hay là futures. Nếu như là futures thì đơn giản rồi chúng ta đã có nhiều Bitcoin futures ETF. Cái mà chúng ta không có là Bitcoin spot ETF. Sự khác biệt đó là Bitcoin futures ETF là trade giấy tờ mà thôi các bạn. Không có Bitcoin thật sự nhưng mà Bitcoin spot ETF thì phải có Bitcoin thật sự và cái mà chúng ta muốn đó chính là một cái Bitcoin Spot ETF tại vì cái công ty mà cho giao dịch cái quỹ ETF đó cần phải lưu trữ BTC nên nó có cái sự ảnh hưởng lớn hơn đối với thị trường crypto và chúng ta đã thấy được là cái thông tin này chỉ nói là BlackRock chuẩn bị mà thôi chứ còn không nói là khi nào người ta nói có thể thông tin này là cái thông tin mà cho biết như vậy thôi chứ còn có thể là một vài tháng sau mới thấy công ty BlackRock à, đệ đơn nhưng mà chưa gì hết á, bài tới hồ sau thôi thì BlackRock đã chính thức đệ đơn rồi các bạn và đây là văn bản S1 đến từ BlackRock và họ muốn có một quy đầu tư là iShare Bitcoin Trust. Đầu tiên hết là trên mạng bây giờ các bạn thấy nhất là trên Twitter có rất nhiều người họ hay cãi nhau cái này là Bitcoin Trust, cái này là Bitcoin ETF. Thật ra đó đối với lại cái mô hình mà BlackRock sử dụng đó, thì thường cũng xem như đây là một cái Bitcoin ETF các bạn. Mặc dù các bạn thấy được là đơn chính thức để là Bitcoin Trust nhưng mà ở trong cái Bitcoin Trust này đó, thì họ cho phép làm gì các bạn? Họ cho phép các bạn redeem có nghĩa là các bạn có thể trả về à, để mà lấy tiền lại đây là một trong những sự khác biệt rất lớn so với lại cái quỹ của RayScale chúng ta đã biết là RayScale đó cũng có một cái quỹ là RayScale Bitcoin Trust quỹ này hoàn toàn khác so với cái mà BlackRock muốn làm cái quỹ của RayScale Bitcoin Trust đó là các bạn không thể đổi cái cổ phần các bạn thành BTC và sau đó lấy BTC để mà bán thì cái quỹ đầu tư của BlackRock này đó thì các bạn có thể làm được điều đó và các bạn cũng đã biết một trong những quỹ ETF nổi tiếng đó chính là quỹ GLD các bạn đây là quỹ ETF liên quan tới vàng thì ngay cả các bạn thấy được là tuy chúng ta gọi đây là một cái quỹ đầu tư ETF có nghĩa là một cái quỹ đầu tư các bạn có thể trade cái cổ phần trên cái thị trường chứng khoán nhưng mà trên căn bản đó, khi các bạn nhìn vào kết cấu đây vẫn là một cái quỹ trust cho nên các bạn thấy được là cái từ trust và etf đó, nó có thể sử dụng lẫn lộn à, lẫn nhau cái mô hình của etf có thể giống như là trust điều này cũng là hoàn toàn là điều chúng ta thường hay thấy cho nên cả hai đó đối với nhà đầu tư thông thường miễn là các bạn có thể trả cái cổ phần trở lại để mà lấy tài sản của mình về thì đây là một quỹ etf và đây là điều mà cái quỹ này sẽ được làm cho bạn cho nên đó là sự khác biệt ngay cả khi mà các bạn sử dụng SPY đó có nghĩa là cái quỷ quỹ ETF của chỉ số S&P 500 thì cái quỹ đó khi các bạn nhìn vào cấu trúc nó cũng để là trust mà thôi. Cho nên người ta cãi nhau trên Twitter ra trên căn bản đối thường cả hai là một đối với một người đầu tư thông thường. Và cái quỹ này đây là cái quỹ mà sẽ có Bitcoin thật sự các bạn. Thì có rất nhiều câu hỏi được nêu ra nếu như mà quỹ này là một quỹ mà phải có Bitcoin thật sự trước khi mà phát hành cổ phần trên sàn chứng khoán thì câu hỏi là họ đã mua những Bitcoin này khi nào các bạn? À, thì câu trả lời đơn giản là đã mua lúc mà các bạn bán Nhất là lúc các bạn hoảng loạn và bán ở những cái mức giá thấp như là 15 ngàn, 16 ngàn đô à, Các bạn đã thấy được là cách đây 6 năm đó, Larry Fink, có nghĩa là CEO của BlackRock cũng đã trên đài CNBC nói là Bitcoin là một tài sản dùng để mà rửa tiền các bạn lúc đó BTC chỉ có 6.000 đô mà thôi và năm 2018 đó, khi mà được hỏi trong cuộc phỏng vấn này ở à, bữa đại Bloomberg đó, thì à, Larry Fink được hỏi là những khách hàng à, của BlackRock có muốn trade crypto hay là không thì trong cuộc phỏng vấn này đó, đầu tiên hết là Fing đã trả lời một câu nói chung chung là chúng tôi cũng à, quan tâm đến công nghệ blockchain Nhưng mà các bạn thấy được là nhanh chóng cái người phỏng vấn của Bloomberg đó đã chặn lại Tại vì đây là một câu trả lời chung chung mà thôi Trên căn bản đó không có đầu tư blockchain các bạn Người ta đầu tư crypto mà thôi Đó mới là điều quan trọng Đây là những gì mà trước đây chúng ta nghe nói rất là nhiều Nhiều người nói là tôi chỉ quan tâm đến blockchain và crypto Qua bao nhiêu năm các bạn đều hiểu tại sao crypto mới là quan trọng các bạn Chúng ta thấy được quốc hội Hoa Kỳ bàn về luật tài sản kỹ thuật số bàn về luật crypto luật mica ở châu âu là bàn về luật gì các bạn tài sản điện tử tiền điện tử crypto hồng kông bây giờ đang chào đón sang gì các bạn đâu phải là sàn giao dịch blockchain các bạn sàn giao dịch crypto crypto và blockchain phải đi đôi với nhau à, các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nói tới là bạn đầu tư vào blockchain thì uh, câu hỏi là blockchain gì các bạn bạn đầu tư vào bitcoin blockchain hay là team blockchain hay là các bạn đầu tư vào cardano blockchain hay là các bạn đầu tư vào solana blockchain Tại vì tất cả những blockchain đó đều khác nhau, cơ chế hoạt động khác nhau, cơ chế đồng thuận khác nhau, các bạn thưởng phạt cũng khác nhau, hệ thống staking, hệ thống đào cũng khác nhau. Các bạn thấy được là mỗi một blockchain nó đều có một cái cơ chế thưởng phạt thì mới hiệu quả, cho nên chúng ta cần có crypto. Nếu như một blockchain mà không công cộng đó, thì chúng ta thấy được đó cơ bản chỉ là một cái cơ sở dữ liệu tập trung mà thôi chúng ta cũng chẳng cần blockchain làm gì hết à, và đây là điều mà Bloomberg cũng đã chặn lại rồi hỏi Larry Fang một lần nữa là những người mà giao dịch ở trên sàn của BlackRock đó, thì họ có muốn giao dịch crypto hay là không thì các bạn hãy xem BlackRock trả lời như thế nào năm 2018 Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? Uh... No, I mean we're looking at it. We're looking at blockchain technologies, and we're looking at all the but blockchain is in crypto. Blockchain is just the underlying technology. Well, don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes, but at some point they might. Do you need to be prepared? I, I don't. At the moment, no. It's, I have not heard from any one client they are looking to. Uh, uh, to buy a cryptocurrency at this time. But right now I can tell you it, worldwide I have not heard from one client who said I need to be in this. Laughing CEO of BlackRock năm 2018 đã nói là không nghe nói tới bức. kỳ một khách hàng nào trên thế giới muốn trade crypto hết Thì có thể đó là sự thật các bạn Có thể lúc đó thật sự là không có bất cứ ai hỏi ông về trading crypto Bây giờ có cho nên ông ta mới có một cái đơn Bitcoin ETF dạy tới SEC để được thông qua Hay là ông ta đã nói dối? Chỉ có ông ta mới biết mà thôi Thường cho các bạn xem lại cái phần đầu này rồi các bạn có thể tự đưa ra quyết định Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? Uh, no <laughs> Dù sao này nữa, đây cũng là một thông tin mà thị trường cho là tích cực các bạn Nói chung thì BlackRock là một công ty rất là lớn Và họ là một con cá voi Và đương nhiên khi mà họ vào bất cứ thị trường nào đó Thì phải có lợi nhuận cho họ Có thể là nhiều người cho đây là cái thông tin tốt ngắn hạn Nhưng mà trung hạn thì có thể là sẽ không tốt đầu Họ sẽ là cái con cá voi lớn nhất Và họ sẽ là người làm giá thị trường này nhiều nhất để trục lợi riêng nhưng mà dài hạn đó thì chúng ta thấy được là nhiều người hơn sẽ có thể tiếp cận được Bitcoin nếu như mà chúng ta có một Bitcoin Spot ETF được thông qua Tại vì sao các bạn? Tại vì nhiều bạn nghĩ là bây giờ giao dịch crypto cũng đơn giản mà Ở Hoa Kỳ chúng ta vẫn có thể sử dụng những sàn như là Coinbase, Gemini, Kraken Cực kỳ đơn giản các bạn có thể tải cái ứng dụng về rồi làm một cái account Sau đó có thể trade được Nhưng mà thật ra không có ai cũng muốn gì đâu các bạn Những người mà đầu tư truyền thống đó họ cũng biết về BTC Nhưng mà có thể là họ không tin tưởng những cái sàn crypto của bạn tại vì những thông tin chúng ta đã nhận được năm ngoái và họ đã có những account trên những cái sàn lớn như là bây giờ chúng ta nói tới TD Ameritrade hay là họ sử dụng E-Trade vân vân. Nếu như mà có một cái Bitcoin ETF được thông qua có nghĩa là họ có thể dùng Account hiện bây giờ của họ mà họ đang dùng để mà trade stock đó có thể mua cổ phần và từ đó có thể là tham gia vào BTC đó là một cách đơn giản hơn họ không cần phải quan tâm đến việc là mua ví chứa lạnh rồi đem crypto ra khỏi sàn những cái đó làm cho họ nhức đầu hơn các bạn cho nên đây là một điều mà tốt dài hạn nhiều người hơn sẽ tiếp cận được nhưng mà chúng ta đã thấy một mặt khác chúng ta lại đang welcome một con cá lớn vào trong thị trường này và cái số lượng BTC này đã sẽ được lưu trữ đâu thì dựa theo tài liệu được chia sẻ bởi Blackrock đó thì họ sẽ sử dụng Coinbase custody các bạn Coinbase custody sẽ là cái công ty mà lưu trữ crypto cho họ sau đó họ sẽ dựa vào cái số lượng crypto đó để mà phát hành cổ phần BTC rồi sau đó nữa đó thì giá cả của cái quỹ đầu tư ETF này sẽ dao động theo giá cả của bitcoin trên sàn Coinbase. Đó là cái hoạt động của cái quỹ này. Thì sau bao nhiêu những cái thông tin dồn dập vào trong thị trường này trong vòng mấy tháng qua, bây giờ là lúc mà BlackRock đưa ra thông tin là họ muốn có một bitcoin ETF. Có phải đây chỉ là một cái sự trùng hợp thôi các bạn? Tại vì chúng ta đã biết là có nhiều cái tin đồn tin đồn mình thôi là BlackRock cũng góp phần vào việc đánh sập Luna và UST đương nhiên đây là chỉ là tin đồn không có bất cứ dẫn chứng nào hết các bạn nhưng mà nói chung là BlackRock là một công ty mà cũng có rất là nhiều chỗ chấm hỏi trong vòng bao nhiêu năm qua nhưng mà một điều mà nhiều người không thể phủ nhận là cái sự lớn mạnh của công ty này và cái sức ảnh hưởng rất lớn nếu như mà BlackRock đã, đã đưa ra một cái đơn cho SEC dài thường thấy đây là một cái trang mà dài khoảng chừng là một trăm mấy trang rồi các bạn thì nếu như BlackRock đã chuẩn bị 102 trang này gửi tới cho SEC biết bao nhiêu luật sư đã xem qua Và ngay trong thời điểm mà các bạn nên nhớ là SEC đang tấn công những công ty crypto, tấn công những sàn Mà bây giờ họ lại muốn có một Bitcoin Spot ETF, tôi nghĩ là họ cũng đã có sự chuẩn bị rồi Thậm chí có thể họ nghĩ là khả năng được thông qua cực kỳ cao và sức ảnh hưởng của công ty BlackRock đối với SEC cũng không hề nhỏ. Chúng ta hãy chờ xem coi tình hình sẽ như thế nào nhưng mà nếu như mà quỹ etf được thông qua đó thì uh, quỹ trace bitcoin trust này đã coi như đã chấm dứt rồi các bạn hiện bây giờ họ cũng đã thôi top rồi các bạn thấy được là cái giá của cổ phần của gbdc đó đứng sau lưng cái uh, cổ phần này đó chính là bitcoin nhưng mà được lưu trữ À, bởi công ty Grayscale các bạn Và các bạn đã thấy được là cái giá cổ phần đó So với giá BD thực sự Đã giảm 43.34% rồi các bạn Tại vì sao mà cái giá này lại rẻ hơn Giá của Bitcoin trên sàn thực sự Mà nếu như rẻ như vậy đó Thì tại sao mọi người lại không nhào vô để mua các bạn Thật ra lý do đều có hết Nếu như mà chúng ta thấy một cái gì đó quá rẻ Thì phải có lý do Và lý do đó chính là tính thanh thoảng các bạn Khi mà các bạn lưu trữ cổ phần GBTC này đó thì thứ nhất là các bạn phải bán cho một người khác mà muốn thu mua cổ phần này cho nên cái số lượng người muốn thu mua đó cũng không có nhiều rồi các bạn đây là một trong những cổ phần mà nó không có tính thanh khoản cao tại vì sao tại vì khi các bạn lưu cho cổ phần này, các bạn chỉ có thể bán cho một người khác mà thôi. Các bạn không có thể gửi trả cho việc công ty Triscale để mà lấy lại Bitcoin của mình được. À, tại vì cái số lượng Bitcoin này, đó theo cái cách mà họ thành lập cái quỹ Trust này là không thể đưa trở lại cho những người đầu tư. Những người đầu tư đó chỉ có thể bán cổ phần trên sàn mà thôi. Vì lý do đó, các bạn thấy được là cái giá của cổ phần GBDT đã giảm theo thời gian tại vì nhu cầu không có nhiều. Và Trayscale cũng đã đợi đơn với SEC để chuyển cái quỹ Trust này thành một cái Bitcoin Spot ETF nhưng mà đã bị SEC từ chối sau đó Rayscale cũng đã kiện SEC Vụ kiện đó bây giờ vẫn chưa có hồi kết các bạn và nếu như mà chúng ta thấy cái quỹ của BlackRock được thông qua đó thì wow tương lai của GBTC rất là u các bạn nhất là các bạn thấy quỹ này là một quỹ mà họ tính cái phí đó là mỗi một năm là hai phần trăm mỗi năm là các bạn phải đóng cho họ hai phần trăm cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC đang lưu trữ đó thì các bạn thấy được là giảm theo thời gian từ thời điểm là khoảng chừng tháng 2 của năm 2021 đã không có nhu cầu gửi BTC vào đây để mà lấy cổ phần nữa rồi nhưng mà chúng ta thấy được là sau đó đó thì chỉ có một đường đi xuống mà thôi nhưng mà đi xuống từ từ tại vì mỗi một năm thì họ sẽ lấy 2% cái phí có nghĩa là họ sẽ lấy một phần BTC và bán ra để mà đổi thành phí hoạt động của họ rồi đó là điều đầu tiên các bạn chúng ta hôm nay có khá là nhiều những thông tin thú vị thứ nhất là blackrock